Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil và đội tuyển Costa Rica. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường Copa America 2024 và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 6 và theo đánh giá thì đội tuyển Brazil sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Costa Rica với mức kèo là 2,25, mức kèo cũng có thể tăng 2,5 và hạ xuống còn 2 trái, mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Brazil và đội tuyển Costa Rica thì Brazil bất bại với 5 chiến thắng liên tiếp trước Costa Rica. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Brazil thì Brazil thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Costa Rica thì Costa Rica thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Brazil nhé. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ, đó là Brazil chấp 2 trái thôi. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Brazil vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Costa Rica về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây á, thì mặc dù là thời gian vừa qua cả Brazil lẫn Costa Rica đang có phong độ cực kỳ ổn định, nhưng mà đặc biệt là cái thành tích đối đầu của Brazil trước Costa Rica thì Brazil vẫn đang áp đảo hơn nhiều. Những lần mà chạm trán với Costa Rica trước đây thì đa phần Brazil đều có chiến thắng cách biệt, và ở lượt trận này tiếp tục gặp lại Costa Rica mà Brazil có được lực lượng mạnh nhất cộng với phong độ nó cũng đang rất tốt và hiệu suất ghi bàn đều đặn, thì với mức kèo này ngay ngày ra quân thì mình nghĩ là Brazil họ cũng sẽ rất là quyết tâm để vượt qua. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Brazil chấp nha, an toàn, lựa mức kèo chấp 2 trái thôi, mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và 3 trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì cũng có một số trận là từ 3 hoặc 4 trái trở lên, và ở những lượt trận gần đây nhất cả Brazil lẫn Costa Rica đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 4-0, 4-1 hoặc 5-1 nghiêng về cho Brazil. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nhé. Từ đầu vào trận có thể là hai đội sẽ còn thận trọng, cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh cho tài còn tầm khoảng 3 trái trở xuống, thậm chí là còn 2,75 thì hạ vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp 1 trái và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang áp đảo hơn thì Brazil họ sẽ có 2 hoặc 3 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Brazil chấp 1 trái nha, và canh tài nó hạ một chút thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Brazil và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.